Ngày 3 tháng 3, ông Trương Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An cho biết các đơn vị liên quan đã khẩn trương khắc phục sự cố vỡ ống nước trên đường tỉnh 824, đoạn qua thị trấn Đức Hòa. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 3, ống chính của một nhà máy cung cấp nước sạch liên tỉnh có trụ sở tại huyện Đức Hòa đột ngột bị vỡ. Áp lực khiến nước trong ống phun như vòi rồng giữa đường tỉnh 824, gây ngập cục bộ và tràn vào nhà một số hộ dân bên đường. Sau khi sự cố xảy ra, nhà máy nước đã khóa đường ống chính này và tập trung khắc phục xuyên đêm. Việc vỡ ống nước đã khiến cho nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Đức Hòa bị cúp nước.